Xin chào quý vị thính giả à, Lại là trên đây, trên rất vui và cảm ơn quý vị thính giả Trong thời gian qua đã lưu theo dõi và đồng hành Cùng với uh, những video kể chuyện Trên kênh của Trinh uhm, Thưa quý vị à, Mỗi khi mà Trinh đọc được một tác phẩm hay Hay là sưu tầm được một tác phẩm hay Thì Trinh rất là vui Và uh, không ngại ngần gì Mà đọc lên và chia sẻ Đến với quý vị trên kênh của mình Và tối ngày hôm nay thì trên rất vui Khi gửi đến cho quý vị Một tác phẩm của tác giả Phan Du được in trên tiểu thuyết thứ 7 năm 1943, truyện có tựa đề Cô Hầu. Uhm, đây là một tác phẩm mà trên đọc trên bản được chụp lại của tiểu thuyết thứ bảy đây là có những sai sót nhất định thì mong quý vị có thể nghe và thông cảm bỏ qua. Còn để hiểu hơn về tác phẩm này thì ngay bây giờ tôi xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe truyện ngắn Cô Hầu của tác giả Phan Du truyền được phát trên kênh Cô Trinh. thính giả đang nghe truyện ngắn Cô Hầu của tác giả Phan Dù Truyện được phát trên kênh Cô Trinh Ăn cơm tối xong Bà Thị Thanh hỏi liễu Tối nay Dì có đi xem hát không Đoàn ca kịch Nam Phương hát hay lắm Có đi thì đi cho vui Bà Kinh Hạ là cô bà Thị Cũng nói xen vào Phải đó Mở nên đi cho vui Cụ tối nay dự tiệc ở bên tòa khâm cũng đến khuya kia mới về rồi bà say qua bảo bà thị cụ đã về vườn lại có tuổi mà cũng đi dự tiệc dự tùng làm chi thức đêm thức hôm cho nó mệt mà ông thị ở nhà đáng lẽ ra mấy cái đó mình phải can đi chơ dạ cả rồi cần giấc ngủ lắm bà thị và nốt miếng cơm cuối cùng đặt ngang đôi đũa ngà bịch bạc trên miệng chén lắc đầu đáp lại ai can được tánh của tôi châu tất lắm Nằm giả thì vang mỏi vang mệt Mà động có việc gì ở trong đội Hay bên tòa Hay trong các cụ trong bộ Người ta nhỡ là đi ngay Năm này đã 78 Giờ trời Phật phù hộ Thì chẳng mấy chốc nữa Ăn bát tuần rồi đấy Dạ thế chứ còn mạnh lắm Tiệc tùng nào cũng đi Hội hè nào cũng không thiếu mặt một người linh hậu bưng nước lên, kính cẩn đặt trên bàn rồi lặng lẽ lui xuống, bà thị thò một ngón tay út vào chiếc bát kiểu xưa vẽ lưỡng lông, đặt trên chiếc đầy con tiện bằng trắc để xem nước nóng hay nguội rồi xây qua hỏi lại liễu thế nào gì đi xem hát chứ liễu mỉm cười thoái thác bà lớn và cô đi còn để tôi ở nhà vì từ khi chiều đến bây giờ nghe trong mình ân ấn, như muốn cảm nàng chào mày đưa tay bóp trắng rồi lấy lọ dầu khuất tuần ra, xước vào hai bên thái dương. Với lại còn phải coi cho chúng nó hầm yến nữa. Bữa nay mua gà đen không ra, nên phải hầm với hạt sen bá hạp và đường cát. Bà lớn mua được mấy cân yến sau này thật tốt, toàn là yến huyết cả. Bà Kinh nhìn liễu, tỏ vẻ thương hại. Mở phải uống phòng trước, một vài viên thuốc cảm. Trong mở mấy bữa nay, có hư đi đó. Khí sắc buồn buồn, kém tươi tối nay ăn cơm cũng không được mấy miếng trong mình có làm sao nữa không bà thị thanh nghe nói cũng nhìn liễu nhưng hình như không quan tâm lắm chỉ cười đưa một tiếng rồi đứng lên đi lại phía cửa phòng trang điểm cô kinh ạ à, cô sửa soạn có đi cho sớm đi sớm một chút vì còn phải ghé lại nhà bà tá lẻ nữa bà kinh cười rồi nhìn liễu mà nói có mấy bà mấy cô còn trẻ thì mới lo sửa soạn trang điểm Cho tôi già dạ rồi Sửa soạn gì nữa Thế này choàng thêm cái áo dài nữa là xong Tuy hối bà Kinh Nhưng chính bà Thị lại trùng trình Mãi đến một giờ đồng hồ sau Mới trang điểm xong Hai cô cháu cùng lên xe Và khi chiếc xe nhà đã chui ra khỏi cọc ngõ Bà Kinh bảo bà Thị Trong mở hai độ này Buồn lắm Khể cũng tội Bà Thị cười một cách hóm hỉnh Làm sao không buồn được Cô tin... Không cần nghe hết, bà Kinh cũng hiểu bà Thị muốn nói gì. Nhưng vốn già cả và tánh rất nhân từ, Đứng đắng, bà không đùa được trước sự đau buồn của kẻ khác. Bà nói bằng một giọng cảm động. Ừ, thì nghề đời, ai ai không thấy. Đã là con gái, ai lại không muốn lấy chồng đồng trang, đồng lứa với mình. Dẫu có nghèo nàng cũng sướng hơn là lấy ông cha mà giàu có. Huống nữa, mở hai công dung ngôn hạnh, Cây gì cũng hoàn toàn cả, Không vì cảnh bận bách của gia đình, Mà mụ mẹ nội ép uổng, Thì đời nào người ta chịu đem thân, Đi làm hậu, làm hạ như vậy, Thay tanh ăn, nết ở mà thương. Bà nói xong thở dài, Đưa mắt im lặng, Nhìn mặn ánh sáng tròn tròn, Của chiếc đèn xe chiếu xuống, Đang lướt nhanh trên mặt đường nhựa, Và lòng bà ngậm ngùi, Nhớ tới người em gái con cô con cậu của bà lúc này có lẽ đang quỳ trước Phật đài lầm dầm tụng kinh niệm Phật trong một ngôi chùa xa vắng nào đó người em gái ấy nay đã già rồi nhưng xưa kia đã phải thế phát vào cái hồi còn trẻ và đẹp lắm cũng chỉ vì bị cha mẹ ép ủng đi làm hậu một vị đường quan bà kinh nghĩ thầm đấy làm mọn cho người bằng trang bằng lứa đó huống nữa như mở hai phải phí bỏ xuân xanh tài sắc vì một người đang bậc cha bậc ông thì cái buồn cái khổ không biết nó đến chừng nào mô phật và hình như mãi băn khoăn với những khối thương xót trong lòng bà kinh không nghe câu nói của bà thị ai không biết thế nhưng có phải mình ép buộc người ta đâu mình cũng phải bỏ ra hai trăm đồng bạc một chiếc kiện một đôi hoa tay mới mua được đấy chứ. Họ bằng lòng thì họ về. Buồn họ phải chịu. Có oán á, thì oán mụ mề nổi ấy. Chứ oán ai được. Còn mình có thương, cũng để bụng. Nói ra một cái là người ta bắt chọp lấy đó mà làm cái bộ eo ụt ngay. Khó chịu lắm. Với lại nói mà nghe chứ. Gì ấy về hầu cụ tôi. Sướng như cái ở địa ngục được lên thiên đàng vậy. Đêm nay là đêm rầm nên vừa mới tối lại trăng đã lên cao. Sau khi bà Thị và bà Kinh đã đi xem hát, Liễu chỉ bảo cho người nhà thu dọn xong đâu vào đấy, ra ngồi trên chiếc ghế mây dài, đặt giữa vườn hoa. Sau nhà lớn, chỗ nàng ngồi trong ra mặt sông Hương, thấp thoáng phía sau rằng trúc, thừa lá, lã lướt uống mình trong gió. Dòng sông lấp lánh sóng vàng, đang lờ đờ chạy giữa ánh trăng xanh. Một vài chiếc đò nhẹ nhàng lướt ngang qua, đồng thời những dòng hò mái đẩy êm ái, trong trẻo, đưa lên giữa khoảng trời nước sáng lặng, tĩnh mịch, gợi ra trong lòng người một mối buồn xa vắng, mênh mông và những nỗi nhớ thương vơ vẩn. Liệu ngồi giữa cảnh trí nên thơ ấy mà lòng dằn giặc sầu, môi sầu đem lại bởi cuộc gặp gỡ chiều nay trên đỉnh ngự. Sự gặp gỡ tình cờ ấy, nàng chỉ dám xem như là một giấc mơ đẹp tan rồi và không bao giờ tìm lại được. Và bởi vì nó quá đẹp để cho Liễu càng nhận thấy rõ rệt hơn. Trước tất cả những chỗ đáng buồn tuổi, đau xót của duyên phận, đời Liễu đã khổ nhiều, khổ từ cái ngày còn thơ bé. Năm lên 2 tuổi, Liễu ở với bà nội. Lớn lên, nàng không biết mặt cha, vì cha nặng mất sớm. Nàng cũng không được biết mặt mẹ nàng ra thế nào. Vì theo lời bà nội, thì người mẹ ấy đã bỏ chồng. Nhưng trái lại, mấy ông già bà cả và những người quen biết lớn tuổi hơn nàng vốn được hiểu tường tận chuyện gia đình của liễu tự thở nàng còn bé dạy nay bảo riêng cho nàng biết là mẹ nàng sợ gì phải trốn đi chỉ vì không ở nổi với cái mụ già độc ác cay nghiệt đã hành hạ đủ cách còn vu cáo cho người ta nhiều điều xấu xa nhơ nhuốc mà không sợ tội trời liệu có thể tin như thế được lắm nàng có thể tin đó là một sự thật bị che giấu vì bà nội nàng vốn là một người độc ác hiếm có ở đời này bà nội liễu rất giàu nhân tính rất biển lận sống về nghề cho vay nặng lãi và cho tiền góp ngày góp tháng ở chợ đông ba người đàn bà này chỉ thích tích trữ đồng tiền cho đầy rương và chỉ yêu có tiền bạc chỉ quý có tiền bạc ngoài tiền bạc ra cái gì cũng là khinh là thường cả đó là một mụ tra tức mụ già có cái vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cáo kỉnh, hay ăn thêm, nói thừa, hay cầu nhậu, cắn rắn, luôn mồm kiêu túng, vang thiếu, than thân trách phận, để rồi chắc bóp với người ngoại, chắc bóp cả với con cháu và bản thân mình. Ăn không dám ăn của ngon, mặt thì chỉ thích mặt rách rưới và đau xuống là không bao giờ dám nghĩ tới sự uống thuốc thang. Phải bỏ tiền ra, giàu nhiều hay ít, đối với bà nghe nó cũng khổ hơn là phải chịu một thứ cực hình. Vì thế, liệu ở với bà nội cũng phải cực nhục đủ điều. Thân nàng không khác gì thân con đội. Ăn uống kham khổ, thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả, suốt ngày. ấy thế mà mỗi lúc sơ suốt một chút gì, thì bà nội nàng lại đánh đập, lại mắng nhiếc, lại nguyện rủa Khổ nhất là những khi nàng đau nằm một nơi, thuốc thang không có, lại phải nghe những câu nói gây nó làm nhạt hết cả tình nghĩa bà cháu. Ừ, mi cứ nằm đó mà ăn hại tao. Giả đỏ tài lắm, cái thằng cha con mẹ ngoại mi khéo bạc tình. Chồng chết chưa được ráo mù, đã theo trai, để tao phải nuôi báo cô, từ tuổi hai tuổi đến trừ. Và nếu phải bỏ ra vài hầu để thuốc men cho nàng, hay sắm cho một chiếc áo cũ, quần cũ, là bà nội nặng lại uống rượu vào để mà than thở kêu trời, kêu đất suốt ngày, suốt đêm. Mà toàn là những câu nói, làm liệu tuổi nhục, đến phát khóc. Trời đất ông bà ơi, khổ thân tôi lắm trời ơi. Cái thì ăn, cái thì mượn, cái thì thuốc thang. Thân tôi tra rồi, làm chi ra tiền nữa mà báo tôi. Khổ chi mà khổ lắm mừng ri hở trời. Những ngày sầu thảm cứ lần lượt trôi qua và trong mười mấy năm trời trên cặp môi nàng chưa nở được một nụ cười nào cho xinh tươi thẳng thắn tuy vậy có những sắc đẹp nảy nở ở ngoài sự nâng niu kiều dưỡng cũng như có những đóa hoa hoang dại tuy bị mưa gió phủ phàng vẫn trổ ra hết được những màu sắc tươi thắm đáng yêu của nó liễu càng lớn lên càng đẹp ra năm nàng lên 16 tuổi thì sắc nàng đã được nhiều người chú ý khen ngợi một bà phán già nhà ở cạnh nhà nàng cứ mỗi lúc trông thấy là mỗi lúc kêu lên chao ôi con này giá mà được ăn mặc vào cho tử tế thì cũng là một hoa khôi ở huế đây bà phán ấy vốn là người hiền lành tử tế và thấy tình cảnh của liễu mà thương hại nên đem lòng yêu nàng bà phán lại giỏi cả đàn địch thạo việc nấu nướng thiêu thùa liễu thì thông minh ham hiểu ham biết nên những lúc bà nội đi thâu tiền, nàng ở nhà gặp khi rảnh rỗi, lén qua làm giùm, làm giúp để học nữ công và thỉnh thoảng bà phán lại dạy cho nàng dạo đàn tranh, đàn nguyệt và đàn thập. Chẳng bao lâu, nàng thạo cả mọi thứ, bà phán mến nàng vô cùng, thường phàn nàng. Đẹp và giỏi như con thì rồi không thiếu người yêu chuộng, nhưng chỉ khổ cái là mẹ con ăn ở lôi thôi quá, tao sợ rồi không ma nào dám đến hỏi mày Tuy vậy Một hôm cũng có một người hỏi nàng Như người ta đến hỏi Để rồi mua nàng về làm hồ Đó là một vị hưu quan Đã già lắm Cô hiệp ưng Mẹ nàng khi đã cầm 200 bạc trong tay Liền một mực ép nàng phải nghe lời Ép nàng bằng những câu dỗ dành ngon ngọt Cũng có Mà ép nàng bằng roi Bằng vọt Cũng có Và nàng đã phải khóc Mà bước ra khỏi nhà từ khi về ở đây vì được cụ hiệp yêu chuộng nên những người trong nhà từ vợ chồng ông thị thanh và vợ chồng ông tá thân trở xuống đều đối đãi với nàng hết sức tử tế đang ở trong cảnh nghèo nàn cực khổ bỗng được bước về một nhà quyền quý sang trọng được ăn sung mặt sướng và tránh khỏi sự hành hạ của bà nội thoạt tiên liễu cũng lấy làm mãn nguyện nhưng rồi lần lần mỗi ngày một ít buồn về gieo đầy vào lòng nàng cụ hiệp yêu nàng yêu say đắm quý hơn châu ngọc nhưng nàng làm sao mà yêu lại cụ hiệp được cái ông già ấy có thể vì đã bỏ tiền ra mua nàng bắt nàng phải hầu hạ phải nâng chất phải đắm bóp nhưng không thể đòi hỏi được ở nàng tình yêu cảnh phong y túc thực đối với nàng không còn phải là một hạnh phúc nữa đêm đêm những lúc canh khuya thanh vắng nằm thao thức bên cạnh ông chồng râu tóc bạc phơ, nghĩ đến cái duyên số chẳng đẹp của mình, đều khóc ướt cả gối. Để rồi mỗi khi chợp mắt, hình ảnh như chàng thiếu niên trai trẻ, tráng kiện, vui vẻ, lanh lợi, lại hiện về trong giấc mộng. Như thế đã lâu rồi, liễu ôm một mối sầu nặng trĩu trong lòng, để phải che đầy, dấu diếm. Cái sầu, cái khổ ấy biết cùng ai mà than thở, và biết nói ra làm sao được nếu có người nghe. Nàng đành phải im lặng, tìm khoay trong lòng bằng công việc hàng ngày, gửi tâm sự theo tiếng đàn réo rắt buổi canh khuya, cố sức đè nén để mối buồn khổ trong lòng không biểu lộ ra trên sắc mặt. Vì nếu biết rằng cái buồn ấy người nhà có thể đoán ra nguyên nhân được lắm, mà nàng thì vì tánh cả thẹn không muốn cho ai dòm thấu nỗi lòng, cũng như những lúc phải ra ngoài. Liễu rất sợ, có kẻ biết mình là nàng hầu của cụ Hiệp, và nàng hổ thẹn đến muôn xẻ đất mà chui xuống mỗi khi nghe ai gọi mình là cô Hiệp. Nhưng chiều nay, từ lúc ở núi ngự về, Liễu thấy môi buồn khổ trong lòng đã đến độ không còn giấu giếm được nữa. Nàng đã thác bệnh để khỏi đi xem hát. Nhưng thật ra, nàng chẳng đau gì, cũng như những người có sự đau buồn lo nghĩ khác. Nàng thích được yên tĩnh để nghĩ ngợi nhiều về cuộc gặp gỡ chiều nay và để tơ tưởng đến một người, một chàng trai trẻ. Từ đâu tới, đem lại cho nàng một ít ánh sáng của thiên đàng để rồi vội vã chia tay. Người ấy là Thúy, một thiếu niên người Bắc Kỳ mà liệu đã được gặp một lần tại biệt thự này. Và chiều nay, chẳng biết ngọn gió lành nào đã đưa chàng tới nuôi ngự để hai bên lại được giáp mặt nhau thêm lần nữa sau khi liễu đã viếng mộ của cha nàng dưới chân núi ngự xong nàng trèo lên tận đỉnh vì đã lâu nàng ít khi được tự do đi chơi núi vừa trèo được nửa chừng thì một luồng gió thổi mạnh làm cho chiếc non liễu lật lại rơi đi rồi thuận theo dốc núi lăn xuống một quãng dài liễu quay lại vừa định trở lui tìm nón thì dưới kia thúy ở đâu đã lên đến nơi vừa lễ phép ngã mũ chào vừa trao nón lại cho liễu e lệ liệu cúi mặt xuống ấp úng nói mấy lời cảm ơn bằng một giọng run run được nhìn rõ mặt liễu Thuy liền hỏi thưa cô nếu tôi không lầm thì hình như tôi đã được hân hạnh gặp cô một lần rồi ở nhà của hiệp liệu lúc ấy đã đội nón ngẩng lên nhìn thúy rồi vội vã cúi xuống đáp dạ chính thế thúy ôn tồn như vậy thì ra Cô là ái nữ của cụ lớn ở nhà Liệu Luân Cúng Chưa kịp đáp ra làm sao Thì Thúy đã mỉm cười nói tiếp Hội thầy tôi còn làm quan trong này Cụ lớn nhà Là chỗ đi lại rất thân của thầy tôi Tôi cũng thường đang qua chơi bên bộ luôn Nhưng độ ấy Chúng ta còn thơ bé quá Để rồi xa cách những mười mấy năm trời Bây giờ gặp lại Không còn nhận ra được nữa Nhưng chẳng bỗng ngạc nhiên Và ngừng lại khi thấy liễu giấu mặt trong nón, ngập ngừng thưa. Dạ, thưa ông, không ạ. À, tôi, tôi không phải là. Thế thì cô trước mặt người thiếu niên lịch sự phong nhã đã làm cho tim nàng đôi phen rung động. liệu không muốn nói dối, nhưng nàng cũng không có can đảm để nói ra một sự thật đáng buồn. Và câu hỏi của thúy làm cho liễu bối rối thêm để nàng đáp liễu. Dạ. Dạ thưa, tôi là cháu. Nói xong câu ấy, Liễu vội vã cúi nón xuống thấp hơn. Xong, những dáng thẹn thọ, bối rối của nàng đã lọt vào mắt Thúy. Chẳng trong liễu lúc ấy, càng đẹp thêm và yên trí đó là vẻ đẹp e lệ, đáng yêu thường thấy ở những thiếu nữ Huế khi họ phải đứng trước mặt một người đàn ông. Dẫu là hay quen, trong một chỗ thanh vắng. Và Thúy nói, À, ra thế. Nhưng dẫu là gì, thì cũng là một hân hạnh lớn cho tôi. Tôi còn có thể nói là may mắn lắm nữa, vì gặp được cô. Tuy chưa dám gọi là thân, nhưng cũng là chỗ đã quen biết. Giá tôi gặp người khác, thì khó mà mong được thưa gửi câu nào. Phải thế không cô? Tôi nói thế á, vì tôi nhận thấy rằng người đàn bà Huế e lệ và kính đáo hơn đàn bà ở các nơi nhiều. Rồi chẳng tiếp. Mà có lẽ vì thế nên người đàn bà Huế trông đẹp hơn và đáng yêu hơn. Hai người cùng tiến lần lên đỉnh núi. Khi lên đến nơi, Liễu vì mỗi chân quá nên ngồi bệt xuống trên thảm cỏ, tựa lưng vào một gốc thông. Và trong lúc Thúy đứng khoanh tay nhìn xuống những cánh đồng và thô mạc đã thu hình bé nhỏ lại dưới chân núi, Liễu ngồi im lặng nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên. Cách đây một tuần, hôm ấy trời cũng đẹp như hôm nay nhưng vào một buổi sớm, nàng đang đứng ngắm mấy con chim anh võ, nhảy nhót trong chiếc lồng sơn son, thép vàng, treo ở mấy hiên, thì thúy vào. Thấy có khách lạ, nàng định tháo lui, nhưng chưa kịp, thì thúy đã tiến đến, ngã mũ chào. Liệu phải đáp lễ, và tình cờ hai cặp mắt gặp nhau. Không hiểu vì sao, cái nhìn của thúy lại làm cho liễu bối rối. Nàng trở nên luống cuốn, nên không nghe rõ thúy nói gì. Vừa may lúc ấy, có tên linh hầu của bà Thị đang đứng chùi xe dưới thềm, cạnh đấy trả lời hộ và lễ phép cúi đầu đi trước, đưa Thúy vào phòng khách. Và chỉ có thế thôi, nhưng bắt đầu từ hôm ấy, hình ảnh của Thúy cứ lãng vãng mãi bên nàng. Cặp mắt trong sáng, mơ màng của người thiếu niên giỏi trai ấy, lúc nào cũng hiện ra như muốn thôi miên nặng bằng một cái nhìn sâu sắc, âu yếm và say sưa, để đêm đêm không ngủ được nàng phải gửi môi sầu tương tư theo tiên đàn và liễu đã tưởng không bao giờ còn gặp thúy lại nữa nàng đang cố sức xua đuổi lãng quên cái hình ảnh thoáng qua ấy để khỏi nhớ nhung buồn tiếc thì bây giờ đây chàng lại hiện đến với nàng giữa một cảnh trí rất nên thơ lần đầu tiên được đứng trước một người đàn ông lạ giữa chúng thanh vắng khuất tịch nhất là người ấy là kẻ nàng đã được gặp gỡ một lần rồi để phải nhớ phải nhung, phải tơ tưởng. Lòng liễu vừa có cái vui mừng sung sướng của cái chung tình được gặp cố nhân, vừa có cái lo sợ hồi hộp của người trinh nữ, ngây thơ ở vào phút đầu tiên họ hẹn. Lòng bối rối, Liễu không biết phải nói gì trong lúc này để phá tan cái im lặng nặng nề khó chịu, kéo ra đã quá dài. Nhật Thúy đã cất tiếng là nói trước và chẳng nói rất có duyên để liễu lần lần thấy tan hết bỡ ngỡ, ngại ngùng. Câu chuyện của hai người càng kéo dài ra, càng đậm đà, thân mật. Và về sau một lúc, cả hai có cái cảm tưởng như đã quen biết và thân yêu nhau từ bao lâu rồi. Liệu cất nón để cho gió núi đến mòn men mái tóc mây đen nhánh và chảy dài xuống sau lưng như một dòng suối. Ở một người con gái, cái cử chỉ ấy trong lúc này có nghĩa là sự tỏ tình thân mật thúy được dịp ngắm kỹ dung nhan của liệu hơn và sắc đẹp của nàng khiến thúy cảm thấy cảnh núi ngự lúc ấy có vẻ huyền ảo quá bỗng bằng một giọng rầu rầu thúy nói ngày mai tôi phải đáp tàu ra hà nội tôi tiếc không có thời giờ rảnh rỗi để ở thêm lại ít lâu phong cảnh ngoài bắc không thiếu gì chỗ đẹp và ở các nơi khác cũng vậy tôi đã được đi nhiều nơi nhưng chưa thấy cảnh nào hay lưu luyến lòng khách như cảnh sông hương núi ngự liễu tự nhiên thấy buồn rầu trước câu nói ấy nàng ngước nhìn thúy bằng một cái nhìn âu yếm rồi lại cúi mặt xuống vừa ngắt những ngọn cỏ non vừa hỏi ông ra bắt làm chi gấp vậy hình như ông mới vào đây chưa được mấy bữa mà thúy đáp tôi vào đã được nửa tháng rồi đi xem các nơi đã đủ xong những kỷ niệm ở đây tôi đem theo về bắc cái em đẹp nhất phải là buổi đi chơi núi ngự chiều hôm nay và chàng hạ thấp giọng em đẹp nhưng kể cũng đáng buồn đáng tiếc liệu không giấu nổi một tiếng thở dài não ruột nàng bỗng ngẩng mặt lên hai cặp mắt từ từ gặp và dừng lại trước nhau rất lâu trong lúc tiếng thông reo vi vút như một khúc nhạc yêu đương êm ái nổi lên giữa khoảng núi rừng thanh vắng. Liệu bóng giật mình tỉnh ra, khỏi cơn mơ mộng. Dưới sông, một chiếc đò vừa lướt qua, có giọng hò trong và cao của một người con gái đưa lên. Chiều chiều, trước bến văng lâu, ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trong. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu máy đẩy, lạnh lùng non, non nước non. Câu họ tình tứ, giọng họ trong trẻo kéo dài ra, nghe buồn đến não lòng, và khiên liễu càng nhớ tới Thúy. Nàng vừa toan nằm xuống ghế, thì người bếp già đã bước ra. Thưa cô, Nội yến đã sắp cạn nước. Coi được, thì anh bắt xuống, đem yến để trên bàn nhà trên, rồi đi ngủ. Bảo vô già dạ, ôm chiếc đàn tranh ra đây tôi người vú già ôm đàn ra có bưng theo một chén trà hoa liên khói bốc lên nghi ngút thưa cô trà con mới chế Liễu mỉm cười vú lại cũng nghiện cái trà khuya nữa à người vú già vừa bịt lại chiếc khăn xéo bằng dữ mà nguyệt bạch vừa nói dạ không có chịu không được nghèo thì nghèo cho sớm ra cũng mất hai xu khuya lại cũng phải hai xu rồi mới ngủ yên khai ngữ rứa mà nghiện gớm đó thiếu nó thì nghe như con gái mới lấy chồng mà vắng mặt ông chồng ấy liễu đang buồn nghe nói cũng phải tức cười nàng uống cạn đưa chén cho vua già đem vào rồi ngồi lại một mình thử dây đàn xong nàng gãy luôn một lúc ba bản những sợi tơ đồng sáng lấp lánh dưới ánh trăng rung lên như mấy ngón tay mềm mại của liễu như những thớ tim của một quả tim đau khổ tiếng đàn đêm nay nghe càng réo rắt lầm ly hơn reo lên mau mau trong bầu không khí tĩnh mịch sực nước mùi thơm của hoa anh trảo ngọc lan nở rải rác khắp vườn và mùi hương trầm cúng rậm từ bên nhà láng giềng thoảng qua bỗng một sợi tơ đồng bật đứt đánh phực lên một tiếng mạnh và gắt rồi uống cong mình lại. Liễu buông một tiếng thở dài, nàng tẩy cây đàn lại một bên, rồi nằm xuống ghế. Nhớ nhung, càng dâng lên theo với cái thanh vắng của đêm khuya. Sầu tương tư, triểu nặng trong lòng người đẹp, như những giọt sương triệu nặng, những cành xanh yếu ớt trong vườn. Trăng đã vượt lên đến đỉnh đầu. Trên mặt sông lúc ấy, đã vắng thuyền bè qua lại. Gió cũng dựng, để những cây cối trong vườn đứng im lặng, sừng sững dưới ánh trăng khuya. Chung quanh liệu im lặng, tĩnh mịch, vì quá buồn trầu, thương nhớ và đã thức đêm nhiều, nên liệu nghe trong người mỏi mệt, vừa ngã mình xuống một lúc, nặng chợp mắt ngay. Đang lúc mơ mơ màng màng, liệu bóng nghe có tiếng chân rón rén từ cửa vườn đi lại phía nàng và khi đến gần liễu nhận ra là thúy nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sắp kêu lên thì thúy đã xua tay rồi tiến lại quỳ gối xuống bên nàng thúy nói với chàng rất nhiều về những nỗi nhớ nhung của chàng từ lúc chia tay đến bây giờ dưới trăng giữa vườn hoa thơm ngào ngạt hai người không ai còn nghĩ tới những sự nguy hiểm có thể xảy đến liệu khóc mà tỏ hết sự thật cho thúy nghe và yêu cầu chàng tìm cách đem mình ra khỏi cái biệt thự ghê gớm này thúy cúi xuống hôn nàng và sắp mở miệng nói gì nữa thì bỗng nghe có tiếng động mạnh liễu giật mình thức giấc nàng hoảng hốt mở to mắt ra nhìn rồi vội vàng nhắm nghiền lại trong lúc hai dòng lệ trào ra hai bên khóe mắt vì người đang cúi xuống bên nàng không phải là thúy lại là cụ hiệp với mái tóc bạc phơ và mấy chòm râu dài trắng toát như bông ống ánh sáng lên dưới bóng trăng khuya cụ hiệp đỡ nàng dậy ngọt ngào khuya rồi Trời ơi, sương xuống nhiều quá, trong mình lại yếu. Sao cô nó lại ra nằm thế này? Dở mà cảm cho thì khốn. Rồi thấy liệu có ngấn lệ, cụ dỗ. Thôi mà, ta có về khuya một chút đó. Biết rồi, tại bữa tiệc kéo ra quá dài. Lần sau không thế nữa. Vô, vô ngủ cho rồi. Đừng làm nũng nữa. Giỏi nào, chống ngoan nào yến của người ta đâu. Rồi cụ phút sâu, cười ha hả. Liệu cúi đầu, buồn rầu, lặng lẽ bước theo sau cụ hiệp. Quý vị tính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Cô Hầu của tác giả Phan Du. Truyện được in trên tiểu thuyết thứ 7 số 481 ra vào ngày 2 tháng 10 năm 1943. Uh, đây là những tác phẩm mang giá trị về thời gian và quý vị có cảm nhận như thế nào về tác phẩm vừa rồi quý vị hãy nhớ đây là bình luận cho Trinh được biết với nhé còn buổi đọc truyện đến đây là kết thúc trinh xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo à quý vị đừng quên like share và subscribe cho kênh để ủng hộ cho trinh nhé còn bây giờ thì xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại